Chào các bạn đến với kênh Tony TV. Chào các bạn. Hôm nay bọn mình sẽ lại làm một video du lịch tiếp theo nữa. Nhớ hôm bữa không, mình đã làm được đi được tham quan bố 5 cái vườn rồi. Vườn chôm chôm, vườn sen, vườn vú sữa, dâu. Chăm chăm rồi. Nói chung là lộn mà bạn ơi, chỉ có 4 vườn thôi. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ đi tham quan thêm một khu vườn nữa, đó là vườn táo. Vườn táo này sao không để em biết em mua thuốc cho mối uống. Vườn táo này cách nhà của bọn mình là 30 cây số. Bây giờ mình sẽ gọi taxi xuống đây để chở mấy em này đi tới đó. Sao tới giờ này mà thằng Vũ Anh chưa lên hả? Có khi nào Vũ Thanh nó ngủ quên không các bạn? Xe taxi tới rồi, nãy giờ có tim đợi mẹ. Mình đi không nói cho anh Vinh biết. Đi xúc miệng thay đồ rửa mặt đi. Ngủ hơn theo nữa. Tao mới ngủ dậy Vy ơi. Tối ngủ đây, ở đây có mấy cái bánh nè, mấy đứa tự chia nhau ra ăn dặn bụng đỡ cái đi, nửa tiếng sau lên ăn hủ tiếu ăn sáng, nghe không? Ngủ ngoài nữa. Ngủ ngoài nữa nè. A few moments later. Cả team trẻ trâu đang ngồi đợi hủ tiếu ra. Ngồi hết 3 cái bàn. Lực lượng đông đảo. Cho một tô hủ tiếu sa đéc bự nhất. Trời ơi, nó ngon. Tô hủ tiếu nhiều đồ ăn quá các bạn ơi. Chiếc xe có 7 chỗ ngồi à, bọn mình không có chỗ ngồi cho nên nhường cho team Trái Châu các bạn ơi. Còn mình với Tài Man thì đi xe máy nha. Vô vườn táo nha, bước xuống từng nấc thang. Đây. Vô trong này đại náo vườn táo. Người nào ngừng ăn táo tới cuối cùng thì sẽ được 100 đô. Wow. 100 đô, người nào ăn táo cuối cùng thì sẽ được 2 triệu 3 phải không? À. Quá bự luôn kìa. Táo là vô tư ăn cho ngập mặt luôn đi nha. Đó, táo nè. Trái nào trái nấy nè. Đó, ây da. Cũng may là sớm bọn mình đã đem theo muối sẵn rồi. Ừ, thôi là giờ không có muối chấm ăn luôn. Nó chặn xuống, chế cái muỗng. Chấm miếng cày. Nè. Thử ơi, ăn rồi đại. Sao? Quá ảm. Táo mà trên cây hái xuống ăn nó giòn lắm mấy bạn. Người nào mà ngừng ăn táo cuối cùng mà được 2 triệu 3 nghe bay gán lên. Cầm đi coi. Vườn táo còn rộng nha bay, tha hồ mà ăn. Tao ăn gán chẳng 2 triệu 3 mới được. Đúng rồi. Gán ăn mới được. Trời ơi bay. Ăn trở lại khỏi ăn cơm luôn á. Đúng rồi đó. Công nhận đi chơi đã thiệt ha. Mấy bịch bánh này là của chú Phúc hồi sáng ăn hủ tiếu cho nè các bạn. Ừ. Rồi sẵn ở đây là có bạn Tuấn tham gia cùng với team Trẻ Trâu mình trong video vườn táo lần này luôn nha mọi người. Táo này ngon nha các bạn. Ăn cay cay giả quá các bạn ơi. Táo ngoài chợ các bạn mua ăn nó không có giòn, còn mấy trái táo này bẻ từ trên cây xuống ăn nó giòn dữ lắm. Nãy giờ em ăn trái này là 10 trái hả? Tao cũng như mày thôi. Sáng giờ ăn mấy được trái rồi đó. Trong đây có đứa nào bụng bự không? Bụng anh không? Ồ, cái bụng của anh Tài Man sao mà bự dữ vậy? Bự bằng bụng tao không? Hả? Cái bụng gì mà bự dữ vậy? Cái bụng này hiện tại thua rồi. Anh Vinh còn cái kênh vlog là Tony Vlog nha bạn. Tại vì cái kênh cho em của bọn mình á, kiếm tiền ít lắm các bạn. Đúng rồi á, cái kênh Tony Vlog là làm cho người lớn để kiếm chi phí. Kiếm chi phí để hỗ trợ cho kênh Tony TV nha các bạn. Nhận ngừng cá thì quá trời trái hơn, ăn nãy giờ hơn 30 trái mà chưa hết nữa nè.
cũng phải gán ăn vô nha mấy bạn. No quá trời rồi, mình phải gán là người ăn cuối cùng nha. Nhìn thằng Đại kìa. Mình phải cố gắng lấy 100 vô giống như các bạn, dù có cái bể cái bụng này. Cái vườn táo này quá rộng rồi, mình và thằng nháo phải lấy xe đạp chạy hồi sớm tới giờ á. Ê, có cái bảng không hái hoa kìa. Mà thấy có cái lọc dưới kìa, dở coi có cái hoa. Đây, đây, nè, chờ chờ mới đi, tao cầm cho. Cái lọc hả? Dạ. Ôi trời ơi, quá trời cá luôn các bạn ơi. Nhóc cá trơn luôn nè. Cái sặc các bạn ơi. Cá sặc không à, thôi để cái lọc đi, dở lên chơi thôi, ta thả xuống. Thả xuống lại. Sau một tiếng đồng hồ ăn táo thì không biết mấy em ở trong này có cảm nhận như thế nào hả? Ăn hết nổi rồi, hết nổi thiệt luôn á, cái em bỏ cuộc luôn anh Vinh. Em cũng bỏ cuộc em luôn. Em cũng bỏ cuộc luôn, em ăn hết nổi rồi. Ba đứa bỏ cuộc rồi. Thì sao? Em bỏ cuộc luôn anh Vinh. Hết nổi rồi. Còn anh này bỏ cuộc không? Không, em sẽ gán lấy 100 đô. Này, kiên trì dữ. Tại mà anh nữa, tại mà anh khoe bụng bự dữ lắm mà sao mà mặt giờ bơ phờ hết rồi em. Hết nổi rồi, bỏ cuộc rồi. À, tới bên này. Em no quá em bỏ cuộc lên như nè. Sáng giờ mình ăn cũng đâu 40-50 trái táo à, mà có thấm thía mình đâu các bạn. Vậy mà tức cái là hồi sớm ăn 2 tô hủ tiếu ra đét, giờ ăn hết nổi rồi. Mới ăn có 5-6 trái mà ăn hết nổi rồi. Yeah, mình là người chiến thắng các bạn ơi. Trời ơi, còn tao nữa làm chi. Mày hôi ngập. Mày hôi mày. Yeah, các bạn nhìn đây. Đã tới cái giây phút căng thẳng nhất. Hai đối thủ cuối cùng, ai cũng sở hữu hai cái bụng bệ hết. Liệu hai bạn này ai sẽ là người chiến thắng để lấy 100 đô của mình đây? 5 minutes later. Mày giỏi lắm vậy? Sao thua? Cuối cuộc mình cũng là người chiến thắng rồi các bạn ơi. Thôi chạy hết ơi, thôi chạy hết ơi. Cái gì? Ta tìm được người ăn táo nhiều nhất rồi. Ai ai? Ngọc Phan Đại. Đại á. Đại hả? Rồi đi vô. Chờ cả team mình sau khi ăn táo no nghỉ ngơi xong thì bây giờ sẽ ăn cơm trưa. Đi mạnh lên cường mày đấy nghe hiểu vậy? Mạnh lên cái nữa coi. Anh đi. Hả? Sao mày đẩy mạnh dữ vậy cường? Rồi ai ăn gì ăn đi nghe. Ở trong bữa cơm này của mình là chuột chiên nè, ốc hấp tiêu nè, cơm chiên tỏi nè. Còn cái đó là gì ạ? Ếch chiên giòn. Còn đứa nào không thích ngồi ở đây thì bới xong chén cơm đi lại võng, đi lại xích đu ngồi ăn. Không, thoải mái, miễn sao tâm trạng vui vẻ là được. Đồ chuột chiên ngon quá các bạn ơi, để mình xé ra. Chấm với mắm à. Tư ăn mới giòn ra ăn gì đó. Ngon, ngon mà giòn quá. Giết như con nít. Đây, em lấy chỗ đài một lần. Bóc cơm anh. Trong cơm, ớt của mày. Ớt ngon quá các bạn ơi. Lấy con ốc ăn thử coi ngon không. Ủa mà sao ốc không có tâm sao ăn? Ngồi ở đây không có thoải mái vậy các bạn. Mình ngồi ăn ở võng quen rồi. Tại võng ngồi. Ngon quá. Đây là quá đơn ăn trưa nè, cộng với vé vào nữa 12 người. Nhưng mà dì bớt á, dì chỉ lấy là 500 ngàn thôi. Coi như 1 triệu đi. Đấy, 1 triệu kìa. Rồi gửi tiền gì nè, cảm ơn gì nha. Rồi, cảm ơn cháu nghe. Dạ. Rồi. Giờ bọn mình ăn cơm xong ngồi đây chơi game cho xuống cơm nha các bạn. 5 phút nữa rồi về. Đây là tiền thưởng dành cho người thắng cuộc ăn táo nhiều nhất nè các bạn. Ôi, Đại nãy sướng quá các bạn ơi. Hồi nãy mình ăn hủ tiếu nhiều dữ lắm luôn á. Thằng Đại nãy ăn ít. Vô vườn táo nó ăn táo nhiều cái được thưởng tiền kìa các bạn. Ngày hôm nay là tham quan vườn táo, nó quá đẳng cấp. Vườn táo rộng bao la luôn, đi. Đi chưa ăn, có hết nè. Thiệt với bạn luôn á. Đi bà con. Ăn nữa hả? Hồi nãy ăn chưa đã nữa. Ăn cơm xong nghỉ mệt cho nó tiêu cơm rồi giờ bắt đầu hái ăn tiếp. Em thì chẳng còn no. Thôi. Trong video này thì hồi sớm có bạn Đại là ăn nhiều nhất. Tổng cộng bạn ấy ăn là 63 trái táo, ốc cục nữa. Hơn bạn Ngọc 3 trái. Và video này đến đây là kết thúc được rồi các bạn ạ. Và hy vọng các bạn sẽ yêu thích cái video này. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông nha và chia sẻ luôn đi, chia sẻ clip luôn đi. Cho team mình có thêm động lực để tạo ra những video mới chất lượng hơn. Đi tham quan nơi này, nơi kia, nơi nọ, thấy cái gì hay hay đó, thú vị đó sẽ quay lại up cho các bạn xem. Bye bye và hẹn gặp các bạn những video sau ơi. Bye bye.